là phải ghi hình liền. Trời ơi đọc lạ nha, đẹp trời. Biết ơi, biết nói chuyện luôn, biết nói chuyện luôn. Trời ơi, rồi để nó vô. Ơi, nãy em nhìn ngoài kia kìa, em tưởng là chị ôm một cái tràng hoa. Thiệt mà. Nó tên xanh đúng không? Nó tên gì chị? Suri. Suri. Trời ơi, trên tên của một loại trái cây nha. Trời ơi, đừng có rờ nó nha, coi chừng năm ngón, coi chừng mắt ngón. Nó có 5 tuổi à, nó hiền đó. Vậy hả, liếm tay lấy lọc cái con. Trời ơi, ngon lành. Ngon lành, có lọc luôn rồi, trời ơi. Nè, nè, liếm lại nè. Cháu biết nói nha. Ủa nó nói gì chưa? Nó nói chưa? Hỏi nó là con có lì không? Nó trả lời là không. Chủ nó biết nói vậy, nó biết nói. Nó biết nói thiệt mà. Thôi bây giờ mày nói thử coi. Giờ đâu nó không có nói. Ở nhà nói ba. Đông quá phải không? Rồi giờ anh em mình ngồi bớt xuống đây cho nó bớt đâu. Rồi rồi. Sari, tên Sari nha. Sari hôm nay đến biết hôm nay nha. Hôm qua là con chó biết lại, hôm qua hôm kia là con chó biết lại nha. Ba lại luôn. Chắp tay lại ba lại. Cái này nó không có biết lại nhưng mà đều nó ngoan theo cái mỗi con mỗi ngoan khác nhau vậy đó. Nhưng mà cái nón là thấy độc quyền rồi đó. Nón đã, nón đẹp quá. Cái nón này là nón thêu nha. Rồi sao đi vô khám lại còn năm đi. Không biết lại, con này nó biết lại. Không biết lại nhưng mà cô chú anh chị nha. Biết nói, biết nó biết nói đúng không? Chị nói là có mấy video nó biết nói tại vì tới đây đông quá. Đâu. Liên mạc cái này. Đó. Đó, thấy chưa? Liếm mặt cái lấy hình rồi đó. Trời ơi, đã. Đâu nấu luôn trời. Được rồi, đâu. Con gái người ta, con gái nha. Con gái nha. Lấy đồ không được đâu. Hỏi hơn không? Nói tiếng đi con. Mời liếm nè. Mọi người đi con, chào mọi người đi. Trời ơi. Con gái con ơi. Mọi người ơi, người ta chưa đủ 18 nha. Người ta mới có 5 tháng tuổi thôi đó. Không, tuổi chó nó khác tuổi người nha, nó không có tính được đâu. Thích chó ha. Đúng rồi. Chó thì tên là Sori nha quý vị. Sorry. Chào chị. Nó bị cơ. Ba quay đi ba. Quay. Trời ơi. Chị có mấy cái tiếng dẹo nó nói được hả? Được. Nó tiếng Hồng á. Tiếng Hồng hả? Nó ra kêu ba mở cho con. Chị có mấy cái video nó nói luôn đó. Trời ơi. Nó không. Cái con lì nó không. Cưng quá cái nhà ơi. Nó thấy người đông nó không dám nói á. Vậy chị cho nó vô nó lại ông biết nói. Đúng rồi chú. Vậy cho nó vô. Vậy cho chó nó vô đó coi nó lại không? Thôi. Được chó con quá coi chú ơi. Hồi nãy con mới đưa mặt cho chó liếm rồi luôn. Liếm luôn. Quán được ăn rồi luôn em. Đẹp lắm. Cho chó vô nó lại. Dạ. Được không? Dạ. Không. Nếu mà nói chuyện chó lại là con chó dưới kia nó lại ba lại luôn. Là ba ẩm đi ba. Ba nó đây. Uống sữa chết rồi. Trời ơi. Sao mà nó hòa đồng tại vì mình 5 tháng mấy tuổi. Nó đi uống cà phê chứ nó đi quán nào cũng ăn, đi ăn buffet chứ mà. Trời. Đến cái nhà ta nó bà có biết bắt tay luôn không? Wow, bà kêu bắt tay nó bắt tay cô chú anh chị ơi. Wow. Thôi ơi, giờ bắt tay gái con. Sao ra? Quá tuyệt vời rồi. Nói làm gì mấy chú vậy con giữ được chứ. Cái nó thấy cưng dữ vậy. Ừ. Mình nhìn nãy mình nhìn từ xa mình tưởng là cái tràng hoa lạ nha, thiệt. Này là do chị mua hả? Không, cái chú ở gần nhà trọ đi làm á, cái chú nó bán vé số, giờ ông nuôi chó mẹ nó khôn á, khôn con này nè. Chú mới cho lúc nó nhỏ nhỏ xíu mà mình mẩy nó dê lắm, tốn mấy triệu luôn á, em cạo lông nó rồi, tiền thuốc rồi tốn bao, có 2 triệu mấy 3 triệu á. Là mới được đây nè. Dạ, biết nói chuyện chưa? Biết. Con gái nó nói được tiếng Hồng. Nón này dưới đầu này là mình mua hả chị? Mua. 80 ngàn cái. Dạ, 80 ngàn. Ủa, vậy là cái nón này mình mua hả? Mua 80 ngàn cái, áo thì 90. Ở nhà mình tự tay. Chị cho nó mặc áo mà sao chị không cho nó mặc quần? Mặc quần nó lỡ nó tè làm sao? Không, hôm trước có một cô mua cái tả cho nó luôn nha, tả cho chó luôn á. Có, ví dụ mình đi vô quán ăn hay gì đó, mình bịch tả cho nó. Còn mình đi như vậy thì mình để nó cho thoải mái, tả xuống đi. Nó ngủ chung mình thì mình mặc tả cho nó được. Nó ngủ chung không á? Ngủ chung với chị luôn. Chung bởi vậy sạch sẽ lắm. Sạch sẽ quá ha, nhìn đã hay chứ. Sạch. Tay không chân nữa. Chó có cái dễ thương. Rồi, Vũ không tay không chân nữa kìa. Vũ nữa. Nó liếc mà nó nói á. Nói không á.
Thương quá ha. Rồi rồi. Trời ơi, anh lột nó ra rồi. Anh lột nó ra rồi. Cái này kia mình ra không phải mình phải mua bánh mì, mua một con cho hai cháu kia ăn á. Thương cháu lắm. Nó ăn là nó ăn như mình ăn luôn á. Vô quán là mua phần cho nó ăn 100.000 giống luôn. Nó là một người á. Người ta giống như đứa nít. Rồi quá, xúc nón ta luôn rồi. Rồi quá trời con rồi. Cái ốc không á. Cái đâu kia nó. Ừ, hung luôn kìa trời. Rồi rồi. Ê, anh đưa cái mặt cho nó liếm mày hên lắm á. Hãy nhờ liếm hả? Bên kia nữa, bên kia cho đều. Bên đây nữa. Hôn cuối đi con. Đó, liếm. Vừa hái. Rồi, vừa hái. Hôn cuối đi con. Hôn cuối đi. Liếm. Đó. Ngon lành. Cưng quá thôi. Rồi. Biết lại không? Không. Tại nó còn nhỏ, mình chưa huấn luyện được á. Cưng quá. Đó thì biết nói con mì. Bên đây. Tay rồi. Đáng lẽ là nãy là giờ nãy giờ là anh yêu là phải trả phí trời, liếm 2-3 cái luôn. Cưng quá. Hai đứa con nè. Mấy tuổi rồi chị? Mấy tháng. Chị biết nó giống gì không? Nhật lai rồi. Ồ vậy hả? Mẹ nó là Nhật lai. Rồi đúng rồi, bữa chó lại hai cái chân nha. Mà nó lại đều lắm nha. Hai chân đâu, lại hai tay. Đúng rồi, hai tay mà nó lại 3-4 cái luôn. Cho mượn sạn bữa đi. Cho mượn nuôi bữa đi. Trời ơi, thấy hương ghê luôn, hiền. Rồi chừng bữa cứ đúng rồi, cái con chó mà biết lại đó nha. Bữa cái em kia kìa. Gờ nó đâu biết đâu. Nó táp cho một cái. Quảng liền. Sao chú? Có bằng tới đòn xuống nè, nguyên bằng đồ bộ mà. Vậy hả chú? Ừ. Đỏ, đi. Có bằng tới đòn xuống nè. Rồi ơi. Đây. Trời ơi, con chào các cô nha. Con chào các cô ha. Trời ơi, mình đi một cái nguyên một phái đồ sao mà con thấy giống nhau không vậy? Mặc đồng phục đi viếng cậu Năm. Trời ơi. Một sớm luôn. Trời ơi. Mà đỏ không nha. Trời ơi, giống y chang luôn, một phái đoàn luôn á. Xe 16 chỗ cô chú anh chị ơi. Một này là dành riêng đi với ngọn cô Năm. Wow. Mai một đợt chị gái là trưởng đoàn đúng không chị? Tại vì mình mặc khác chút. Rất là tuyệt vời luôn. Áo đỏ. Màu luôn. Wow. Trời ơi, quá đông luôn. Dầu tiến chú ơi. Dầu tiến, người dầu tiến, người phú giáo. Dạ. Tự nhiên đông ra luôn ha. Thôi giờ mình đứng ở ngoài luôn đi chứ mình còn đâu mà chen cho được nữa. Trời ơi, đông kìa. Khán giả đông mà còn YouTuber cũng đông nữa. Trời ơi, coi kìa, trời ơi, rồi. Trong đó là ngập hở luôn á. Quá là đông luôn.